Từng có một thời hào quang với sân khấu, nhưng cuộc đời cố ca sĩ Việt Quang lại lắm thăng trầm, chuyện tình cảm không suôn sẻ. Rạng sáng ngày 12 tháng 8, gia đình thông tin nam ca sĩ Việt Quang chút hơi thở cuối cùng. Sau tháng ngày chiến đấu với bệnh viêm phổi và chịu nhiều cơn đau, anh ra đi trong vòng tay của người thân. Nhiều khán giả xót thương cho số phận của anh và càng đau lòng hơn khi biết anh vẫn còn một nỗi lo trong đời. Năm 2018, Việt Quang từng chia sẻ với Vietnamnet rằng anh từng quen một người bạn gái là người Nhật vào năm 2004. Chuyện tình đó kéo dài 8 năm và ngỡ như sẽ đi đến một kết quả viên mãn. Tuy nhiên, khi phá sản, anh quyết định bỏ ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc. Người bạn gái ấy sau này cũng không có tung tích. Việt Quang và người bạn gái ấy có chung một đứa con. Song, cô đã dẫn con sang Nhật sinh sống. Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng anh chẳng nhận được thông tin gì, thậm chí không biết con ruột còn sống hay đã mất. Chúng tôi từng có con nhưng sau này cô ấy dẫn con sang Nhật. Năm đó xảy ra trận sóng thần kinh hoàng ở Nhật mà thành phố Kyoto, nơi cô ấy ở, chịu thiệt hại trực tiếp. Tôi lo lắm, cố liên lạc đủ mọi cách nhưng không được. Không biết cô ấy có bị gì không? Nếu mẹ con cô ấy vẫn còn sống, chắc đứa bé đã lên 8 tuổi. Tôi không muốn nhắc lại vì vẫn luôn cố quên chuyện này đi, Việt Quang xót xa kể. Đến nay, khi từ giã cõi trần, giọng ca tình phiêu lãng cũng chưa một lần biết được người cũ và con ruột của mình ra sao. Có lẽ đây cũng chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh. Dẫu vậy, anh từng chia sẻ rằng bản thân không muốn quay về quá khứ để thay đổi mọi chuyện. Điều anh ước muốn chỉ là sắp xếp lại những gì đã diễn ra để tương lai tốt hơn. Đầu tháng 6 năm 2021, nam ca sĩ Việt Quang bắt đầu nhập viện để điều trị bệnh viêm phổi. Hình ảnh của anh được đăng tải trên mạng xã hội khiến khán giả cảm thấy bàng hoàng. Nhiều người khó tin bởi trước đó anh vẫn còn viết những điều tích cực, còn làm fan siêu lòng vì bộ ảnh cực chất. Người thân Việt Quang cho biết những ngày cuối đời, anh không thể ăn uống được gì, cơn đau cứ liên tục kéo đến. Song, khi nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn có người thân bên cạnh. Tang lễ của giọng ca sinh năm 1977 sẽ được thực hiện đơn giản vì tình hình dịch COVID-19. Việt Quang ra đi ở tuổi 44. Dù còn trăn trở khôn nguôi trong chuyện riêng tư, nhưng anh đối với khán giả vẫn là một giọng ca đầy thực lực, một người đã luôn tâm huyết với sự nghiệp âm nhạc và chưa bao giờ từ bỏ. Người hâm mộ sẽ luôn nhớ về anh và những giá trị âm nhạc anh đã để lại.